Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm tiếp theo của Samsung Audio. Hôm trước thì vừa lên sóng thì các bác dòng loa SA712 đúng không ạ? Và nhiều bác bảo là loa đây rồi thì súp đâu đúng không? Thì hôm nay sẽ giới thiệu luôn đi các bác một dòng súp của Samsung. Và những bác nào đang cần tìm một con súp chất âm hay, đánh mạnh và tiếng nó phải gọi là phê đúng không ạ? Thì các bác xem ngay dòng này đúng không ạ? Tất nhiên rồi, nó sẽ là một cái hàng được nhập khẩu đầy đủ, ở đầy đủ giấy tờ COCQ đúng không ạ? Và với cái súp này thì đây là một súp bass 50 các bác nhá, đó là series SA của Samsung. Samsung SA118, 118 tức là gì ạ? Là một bass 18 inch đúng không ạ? Và các bác có thể xem là cái vỏ thùng của dòng này thì cũng được đóng gói nó rất là cẩn thận. Và trên thị trường bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái thương hiệu đến từ nước ngoài, nhưng các bác phải lưu ý là gì ạ? Nếu đã lựa chọn rồi thì tại sao chúng ta không chọn những cái thương hiệu mà có tuổi đời lâu năm đúng không ạ? Và đã có mặt trên rất nhiều quốc gia rồi. Các bác có thể lên YouTube, lên mọi cái nền tảng, các bác gõ vào là Samsung thôi thì sẽ có rất nhiều những cái thông tin về thương hiệu này. Rồi, và với dòng súp này thì nó sẽ phù hợp với các bác đánh trong những cái phòng diện tích từ khoảng 30 cho đến khoảng 6m2, dùng gia đình cũng được, dùng phòng karaoke kinh doanh cũng được, dùng phòng trà cũng được, rất là ok. Thậm chí là các bác đánh live band cũng được, và tí nữa em sẽ thử luôn, em sẽ thử đánh với một đôi súp này ở ngoài trời để các bác cảm nhận được cái chất âm của nó các bác nhá. Rồi, và đến với những cái mặt hàng mà nhập khẩu và thương hiệu lớn như này thì chắc chắn một điều là chất lượng của sản phẩm rất là cao rồi. Nhưng quan trọng là gì ạ? Nó có hợp cái gu nghe của các bác hay không mà thôi. Rồi, ngay bây giờ thì em sẽ tháo ra và review ngay đến các bác cái dòng súp Samsung SA18 này. Có một cái điều là khi mà em nhìn dòng này thì cái ấn tượng đầu tiên của em đó chính là cái cảm nhận về cái thiết kế của nó rất là đẹp. Đấy. Và theo mắt em nhìn thì con này thiết kế theo cái kiểu rất là sang trọng và hiện đại các bác nhá. Thiết kế rất là vuông vức. Cái này mà các bác để trong gia đình thì em nghĩ nó rất là ok, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Với hai cái tay sách ở hai bên và logo Samsung được design ở hai góc trên và dưới ở đây. Và với cái dòng này thì đây cũng là một con súp bass 50 với công suất khá là lớn. Và khi mà các bác mua hàng thì ở bên trong sẽ có một cái quyển sách như này. Nó sẽ có đầy đủ tất cả những thông số của súp. Đây, em mở ra em đọc cho các bác nghe nhá. Với dòng này là một dòng súp với công suất lên đến là 800W. Như vậy thì các bác cần có đẩy khoảng tầm 1200 để chơi nó là lý tưởng nhất. Độ nhạy là 98 dB với giải tần đáp ứng là từ 33Hz cho đến khoảng 300Hz. Và với cái dòng này thì nếu để em đánh giá nghe chất âm, nó khá là tương đồng với những cái con súp của JBL đời cao. Đây là một dòng súp mà đánh tiếng rất là lực nhưng mà nó vẫn có cái độ trầm ấm, nên các bác có thể là vừa đánh remix và vừa nghe những bản nhạc mềm tiếng như là nhạc vàng, bolero rất là ok. Và bây giờ thì em sẽ test luôn để các bác nghe thực tế cái chất âm của dòng này, xem là nó có xứng đáng với số tiền các bỏ ra không mà thôi. Và với một sản phẩm nhập khẩu như thế này nhưng với mức giá nó cũng rất là dễ chịu so với những cái thương hiệu khác cùng phân khúc. Ok, ngay bây giờ thì mời các bác hãy trải nghiệm ngay chất âm của Samsung SA118. Ok, em sẽ test với một đôi súp Samsung SA118 và loa Samsung 712 các bác nhá. Đánh ngoài trời luôn, nhỏ máu. Quan trọng một cái tiếng súp ấy, nó giờ phải ra nó phải lực và chắc. Đấy. Nhiều bác ấy so sánh cái hàng này với những cái hàng chợ, hàng gióng Việt Nam thì không lên các bác nhá. Bởi vì từ chất lượng mọi thứ khác nhau hoàn toàn luôn. Các bác nghe các bác sẽ hiểu là tại sao mà nó lại cao tiền, tại sao đây là hàng thương hiệu.
Tại vì có rất nhiều bác hỏi là cả bộ lấy bao nhiêu tiền đúng không ạ? Hôm sau sẽ lên sóng đánh bác nguyên một cái set của Samsung luôn. Đấy, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của dòng súp này đúng không ạ? Và nếu để so sánh với những con súp khác trên thị trường thì em thấy đây là một con súp với cái mức giá nó quá rẻ mạt so với chất lượng của nó. Chúng ta có thể kể ra đi, ví dụ như con súp HK Pro 18S đi, các bác mua với giá khoảng tầm 38 triệu, chất âm em khẳng định với các bác nó tương đương với con này. Hoặc là thậm chí những dòng súp của Electrovoice Bass 40 thôi cũng khoảng tầm 23.400.000 rồi đúng không ạ? Nhưng mà đây là hàng mới nhập khẩu nguyên tem và chất âm thì các bác đã vừa được trải nghiệm rồi. Và em đánh giá con súp này chất âm cũng rất là cao. Nhưng nó có một cái tầm giá mà em nghĩ là nói ra thì các bác sẽ rất là bất ngờ. Và nhiều bác kéo lại nghi là hàng nhái mất bởi vì nó quá rẻ. Bởi vì sao ạ? Khi mà một cái series sản phẩm nó vừa ra mắt thì lúc nào cái giá của nó cũng rất là dễ chịu để các bác có thể là trải nghiệm được những cái sản phẩm. Và đây là một cái series mà như nhà hãng nói là muốn tất cả những người dùng có thể là trải nghiệm được Samsung với một mức giá tốt nhất, nên là cái giá này là bên hãng cũng hỗ trợ các bác rồi đúng không ạ? Nhưng mà em nghĩ là một thời gian sau thì cái giá nó sẽ cao hơn. Và hiện tại sản phẩm này đang có mức giá là 18.700.000 đồng và em bảo hành cho các bác là 2 năm các bác nhá. Và nếu như các bác quan tâm về sản phẩm này thì alo ngay sóng âm thanh có số điện thoại là 0393551224 để được tư vấn rõ ràng hơn về sản phẩm. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn lại các bác ở trong những clip review sản phẩm tiếp theo nhá.